Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, That's Bandit November, tiếng Ý, Un Bellissimo November, là một bộ phim Ý năm 1969 của đạo diễn Mauro Bologhini. Nó dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên do Ecco Patti viết. Bộ phim khai thác chủ đề khiêu dâm về một gia đình lớn ở Sicily, nơi một chàng trai trẻ phải lòng và theo đuổi người dì xinh đẹp của anh ta. Bộ phim có sự tham gia của Gina Lollo Brigida, một biểu tượng tình dục quốc tế của điện ảnh Ý những năm 1950 và đầu những năm 1960, cùng với các diễn viên Paolo Tuco, Gabriele Petatti, Andre Logan, Daniel Godet và Isabella Savona. Và sau đây là cốt truyện của bộ phim. Bộ phim nói về Nino, một thanh niên mới lớn sống trong một gia đình tư sản giàu có, cùng mẹ và em trai. Cha anh ta vừa qua đời. Nino có một nỗi ám ảnh về mẹ mình, khi đã từng chứng kiến bà có những mối quan hệ lén lút với nhiều người đàn ông khác nhau trong quá khứ. Nhưng anh ta vẫn luôn tôn trọng và yêu quý mẹ mình. Trong một cuộc hội họp gia đình, Nino gặp lại người dì xinh đẹp Settina, do Gina Lollo Brigida thủ vai. Nino nhanh chóng bị thu hút mạnh mẽ bởi người dì trẻ tuổi. Mặc dù đã kết hôn, Settina không có con riêng, và sự quan tâm của Nino đã đánh thức bản năng làm mẹ của cô ấy. Một sự thân mật nhanh chóng phát triển giữa hai người. Nino giúp Settina mang đồ về phòng, cất đồ hộ cô, thậm chí còn đi giày giúp cô. Settina thậm chí còn làm cho sự thân mật tiến triển hơn bằng cách di chuyển loanh quanh trong những sơ suất của cô ấy, khi yêu cầu Nino giúp cô ấy tắm và cần anh ấy thay bóng đèn vào giữa đêm. Trong một cảnh cao trào, Nino đổ nước lên người của Settina khi cô đang mặc một chiếc váy lót màu trắng. Khi nước thấm qua lớp vải mỏng, vóc dáng tuyệt đẹp của Settina hiện ra. Cuối cùng họ đã chịu thua trước sự hấp dẫn lẫn nhau và tiến tới quan hệ tình dục. Một mùa thu nọ trong một kỳ nghỉ trên sườn núi Etna, như thường lệ Settina vẫn luôn là tâm điểm của cánh đàn ông vây quanh cô. Tại đây Nino phát hiện ra Settina có quan hệ tình dục với một người đàn ông khác, không phải chồng của cô. Điều này làm anh ta phát điên và nổi cơn thịnh nộ với người dì lẳng lơ của mình. Tuy nhiên anh ta nhận ra rằng anh vẫn rất yêu dì của mình rất nhiều. Nino có một cô bạn gái xinh đẹp, người đã được sắp xếp để đính ước với anh ta như một định mệnh mà gia đình thư sản Sicily của anh ta vạch ra cho anh ta. Mặc dù ở cạnh bạn gái, nhưng Nino luôn bị ám ảnh về người dì của mình. Anh ta bị choáng ngợp bởi sự ghen tuông và không hiểu được sự không chung thủy của những người phụ nữ bên cạnh anh ta. Đầu tiên là mẹ của anh ta và bây giờ là dì của anh ta. Cuối cùng, anh khuất phục trước những kỳ vọng của gia đình và kết hôn với cô bạn gái bằng tuổi, nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu người dì thân yêu của anh ta. Đây không phải là một bộ phim dễ chịu nhưng được quay rất đẹp. Chất lượng hình ảnh khá tốt, mặc dù đã được quay từ rất lâu. Và đặc biệt có sự tham gia của Gina Lollo Brigida, người được cho là diva quyến rũ nhất trong làng điện ảnh Ý. Cô tham gia vào bộ phim khi đang còn trong thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, với vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm, nhưng cũng rất cá tính. Không khó để hiểu tại sao cô ấy trở thành đối tượng khao khát không thể cưỡng lại của Nino, được diễn xuất với một sự khó hiểu đáng lo ngại bởi một chàng trai trẻ tuổi Paolo Tuco. Settina của Gina Lollo Brigida là nhân vật nổi bật nhất của bộ phim, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhưng phù phiếm và vô đạo đức, luôn làm theo ý mình trong một môi trường gia đình bị kiểm soát chặt chẽ, về cơ bản là mục nát. Các tuyến nhân vật được đạo diễn lựa chọn rất kỹ càng. Mặc dù trong phim, nhưng chúng ta có thể thấy Settina rất giống chị gái của mình. Mẹ của Nino cũng là một phụ nữ rất xinh đẹp. Nữ diễn viên người Pháp Daniel Godet xuất hiện khá ấn tượng với mái tóc ngắn và vẻ mặt trầm tư trong suốt bộ phim. Nếu như Settina của Gina Lollo Brigida đại diện cho một đối tượng không thể đạt được của một thanh niên mới lớn, thì Nino của Paolo Tuco là một thiên thần ngây thơ, bị ám ảnh và xui khiến bởi những xung lực ma quỷ. Paolo Tuco làm tôi liên tưởng đến Alexandra Momo, chung họ khá giống nhau và cũng tham gia vào các vai diễn trong bộ phim tương tự nhau. Gabriele Fatetti lịch lãm, có vẻ xuất hiện ít hơn trong bộ phim, với vai một ông chồng bị cắm sừng. Trong toàn bộ phim, anh ta không hề biết một chút gì về chuyện ngoại tình của vợ mình. Trong khi Andre Loren, trong vai Sasa, người tình của Settina, rất đẹp trai,
nhưng cách tiếp cận của anh ta khá đáng ghét. Isabella Savona cũng rất xinh đẹp trong vai bạn gái của Nino, nhưng có vẻ cô ấy là một người khá cam chịu. Cô ấy không giận dỗi hay trách móc Nino khi biết anh ta đang thầm yêu gì của mình. Có một cảm giác bi thảm, buồn vui lẫn lộn cho toàn bộ câu chuyện, nhưng thật may cuối cùng tất cả mọi chuyện đều được giải quyết và đi đúng quỹ đạo. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.